Vâng, xin chào mọi người. Bữa nay thì là một clip rất là đặc biệt. Mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái sản phẩm mà lần đầu tiên được bán tại kênh VT Thận. Đó, sản phẩm chuyên dành cho những anh em phái mạnh nha. Đặc biệt là đàn ông ai cũng thích hết. Thì sản phẩm có tên là Rocket. Bữa nay mình bán gốc két luôn nha các bạn. Các bạn đừng ngần ngại mà inbox mua mình nha. Sản phẩm là Rocket nha các bạn. Các bạn thấy quảng cáo trên TV rồi, nhưng mà lần đầu tiên có mặt tại kênh VT Thận. Và cái Rocket này rất là đặc biệt nha các bạn. Nói chung rất là đặc biệt. Đàn ông cực kỳ thích. Bản thân Thận cũng thích nè, nhưng mà Thận chưa có xài. Tại vì số lượng nó có hạn nha các bạn, nên Thận chưa có xài. Còn Rocket nha. Đó. Thì thật ra gốc két là một cái loại máy câu thôi nha các bạn, nhưng mà là máy câu hàng cao cấp của Abu. Đó. Yeah. Mấy cái máy cao cấp á, mình giấu ở trên đây không à. Đây, mình sẽ lôi xuống cho các bạn xem nha. Đó. Giấu nha các bạn. Tại vì nhà mình có em bé á, nó hay lấy phá lắm. Đó, nên là con nào mất tiền quá là mình đem mình giấu. Đây qua Zidane Fugo. Đây. Gốc két nha các bạn. Còn Abu gốc két nha các bạn. Đừng hiểu lầm là con gốc két một giờ kia chết luôn nha. Gốc két một giờ thì Thận không có bán đâu. À. Đây. Gom ra cho các bạn xem nha. Đây nha mọi người. Cho mọi người xem sơ qua cái nha. Cái này nhiều máy quá, mình không có review hết được. Đó. Đầu tiên là con gốc két này đi. Gốc két này tí mình sẽ cho mọi người xem đây. Đó. Hàng cực kỳ hiếm của Abu nha các bạn. Hàng cao cấp nha. Abu Rocket. Xong tiếp theo sẽ là con Abu Revo RKT. Đó. Tiếp theo là một con Revo LF. Ba mẫu Abu. Bây giờ tới Shimano nha các bạn. Shimano thì mình sẽ có là Shimano Bantam, tức là còn là Shimano Bằng Tâm đó. Kakula con WTC hả, mình có về Antares và Kuwado và SX nữa các bạn, nhưng mà chưa kịp quay nữa, nó hết hàng nha. Còn con này Kakula con WTC, và đây Shimano Nasi 2500 và 3000. Shimano Nasi mẫu mới nha các bạn, bán cực kỳ đẹp luôn. Và đây là con Daiwa Fuego, kêu là đây qua phụ hồ con máy dành cho sinh viên nha các bạn. Nếu mà anh em nào đệ tử của lọc phụ hồ thì có thể mua được con máy này nha, máy dành cho sinh viên có chữ SV đây. Đó, đây là đỉnh cao của đây qua nha các bạn. Đây qua Zidane, đây qua Zidane. Ok, bây giờ mình sẽ cho mấy bạn xem chủ yếu là ba cái dòng máy Abu này nha. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh nha. Cái này cái bóng đèn chiếu xuống hơi chói nha các bạn. Shimano Bantam này. Chả đích. Ô vậy. Nasi nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem con Abu Riso Revo SX GKT Lab. Tay về bên trái nha các bạn. Ghi của nó là 9.0. Wow, dòng tua khủng luôn các bạn ơi. Wow, đặc biệt nè, rất là mạnh luôn. Mình quay cảm giác hả, cực kỳ nhẹ, nói chung là quay như không vậy, không cảm nhận được gì luôn. Đó. Abu Gracia Made in Korea nha các bạn. Đó, Made in Korea Abu Resort SX GKT. Ghi khủng. Bearing là 10 bearing nha các bạn.
Đây. Beerin là mùi Beerin made in Korea nha. Wow trời. Dòng máy cao cấp có khác nha các bạn. Đó. Đây, mình cho mọi người xem sơ qua nha. Đây, clip này còn rất là nhiều máy nữa. Đó. À, mình đọc thông số xương xương nha các bạn. Beerin là 10, mặt đạn là 10, dòng tua là 9.0 nha. Wow. Đó, một dòng quay là 93cm dòng quấn. Tải cá 8kg, trọng lượng là 232g. Đó, ok nha các bạn. Giá thì mình sẽ để bên dưới video này nha. Để bên dưới video này cho các bạn xem. Đó. Để nó qua một bên. Tiếp theo tới con Abu Evo LF. Đó, mình thích mấy cái dòng này các bạn. Nó đập hộp giống mở giống như là hộp điện thoại vậy đó. 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 Nhức nách chưa à? Đây. Mút. Đây. Con máy này nè các bạn, cực kỳ nhẹ luôn. Nó có cho con máy này hả? Có 160g mà. Trời ơi, tay rung dữ ta. Bạc đạn là 9 nha. Tua là 8.0 nha các bạn. Tải cá là 7.7 và dòng lượng là 160g. Con máy này cực kỳ nhẹ, siêu nhẹ luôn. Nó có cho một chai dầu vệ sinh đây. Không. Trong cái máy thì nó có cái khuôn nè. Cái khuôn đựng là vừa cái máy luôn nè các bạn. Nhức nách luôn, con này nhức nách luôn. Đó. Con này cũng made in Korea luôn nha mọi người. Này cái tem made in Korea đây nè. Đó. Tại vì bên trái Seoul là cực kỳ đẹp luôn thấy không? Trời ơi nó siêu mượt luôn các bạn. Đó. Nói chung con này nè, body nhỏ anh cầm vừa tay nè. Và điều đặc biệt đó là mọi người cầm lên thấy nó khác biệt liền, siêu nhẹ luôn. 160g. Ui trời ơi. Đó. Trời ơi. Nhức nách mọi người ơi. Hàng cao cấp Abu Brasia. Đó. Con này là điểm nhấn luôn nha. 160g. Đây. Ừ. Ok. Bỏ nó vô hộp lại nha các bạn. Vô hộp nó có cái khuôn giống gì luôn rồi nha. Đó, thấy chưa? Có chai dầu vệ sinh đó. Đó. Đây. Tiếp theo là con gốc két của các bạn đây. Ghi vô gốc két 10 giờ. Đó. Đây các bạn, khui hộp này thấy không? Cực kỳ tê không? Đó, này có khui hộp này, như cái điện thoại vậy đó. Đó. Trời ơi, còn gì bằng. Đó, trời ơi. Các bạn coi cái máy nè. Đó, trời ơi, nó đẹp con nội ơi luôn. Đó. Phải chưa, phải chưa. Dòng cao cấp có khác nha bạn ơi. Quay cực kỳ mướt luôn. Abu Rocket. Đó, màu đỏ đậm nha các bạn. Rồi mình đọc thông số con Abu Rocket này cho các bạn xem luôn. Bạc đạn là 11 nha. Dòng tua là 10 chấm luôn nha. Quá cực kỳ cao luôn các bạn ơi. Chuyên cho anh em săn hàng luôn nè. Đó, trọng lượng là 208g. Tải cá là 8kg. Abu gốc kép nha mọi người. Anh em nào muốn xem rõ máy thì mình có thể quay clip gửi riêng cũng được nha. Không sao hết nha. Muốn chụp chỗ nào mình chụp chỗ đó cho. Đó, mình dễ lắm. Abu gốc kép. Sản phẩm được anh em ưa thích nha các bạn. Đặc biệt là phái mạnh nha. Mình thấy là mình mến là mình phái luôn rồi. Abu Rocket. Đó. Made in Korea luôn nha mọi người. À, thấy không? Cái này. Made in Korea. Đó. Cực đỉnh, cực đỉnh. Siêu phẩm nha các bạn ơi. Đây,
Rồi. Tiếp theo mình sẽ tới nhà Shimano nha. Clip này khá là dài với bạn, ý là mình chỉ cho các bạn xem sương sương thôi chứ xem chi tiết chắc phải để từng clip riêng quá. Shimano Ban Tâm. À, mọi người hay gọi nôm na nó là Shimano Bận Tâm. Đó. Cần Shimano Bận Tâm, máy Shimano Bận Tâm luôn nha các bạn. Ôi trời ơi. Nhức nách luôn mọi người ơi. Con này giá 6,3 triệu. Đó. Shimano Bận Tâm. Về cho anh em. Shimano không bao giờ làm cho anh em thất vọng. Mày cực kỳ nhẹ luôn, cực kỳ mướt luôn. Shimano Ban Tâm. Cái màu nó là ná như con Antares TC nha các bạn. Đó, Shimano Ban Tâm. Rồi, ok, mình để đây, tí mình bỏ vô hộp nha. Tới con gì đây? Kakuta Conquest TC. Khui hộp nha các bạn. Đó. Trời ơi. Đó. Cái túi này mười mấy củ nha mọi người. Mua cái túi này tặng luôn cái máy nha. Đó. Kakula Conquest DC. Anh em nào muốn nghe tiếng kinh gỉ e thì hãy mua những dòng DC của Shimano nha. Cái này mình để cho mọi người tự cảm nhận nghe chứ mình không có khen nữa. Đó. Kakula Conquest DC 201. Trời ơi. Cái con này khi quăng mồi nó mới kêu nha các bạn. Chứ nó không có gên gỉ lớn như là con QDC đâu. Con QDC mình quay tay này không là nó cũng kêu e rồi. Antares cũng kêu nha các bạn. Mấy dòng đó nó gên gỉ lớn lắm. Đó, coi sạch buôn nữa nha. Kakula Conquest DC. Đó, tay trái nha các bạn. Rồi, ok. Để xem một bên luôn. Để xem một bên. Tiếp theo mình đến với một con Shimano mới đứng. Rất là hot luôn. Hot tới nỗi là không đủ hàng bán luôn nè mọi người. Shimano mới đứng. Đó là con Shimano Nasi 2500 và 3000. Đó. Shimano Nasi. Anh em nói là nôm na nó giống như con Secha Dit nha mọi người. Shimano Nasi. Giá nó trên 2 triệu chút xíu thôi. Đó. Made in Malaysia. HAG nha các bạn. Trời ơi. Shimano không bao giờ làm anh em thất vọng nha. Đó, thấy chưa? Siêu mượt nha các bạn. Quá phê luôn rồi. Một đêm mà bốc hộp bao nhiêu đây thôi là cảm giác hả lân trong người luôn nha các bạn. Đó, Shimano Nasi. Ok. Tiếp theo mình sẽ đến với nhà Daiwa nha mọi người. Daiwa mình có con Tatula kìa, đang nát mình lấy cho các bạn xem luôn. Trước tiên mình sẽ cho các bạn xem con máy phụ hồ. Daiwa Fuego phụ hồ nha các bạn. Phụ hồ sẽ mua được máy này nha. Ghi là 7.3. Đó. Màu đỏ thế này đây. Spoon có chữ HV tức là phiên bản dành cho sinh viên nha mọi người. XV Spoon nè, rõ ràng nè, thấy không? À. Đây qua. Đây qua Shimano không làm anh em thất vọng. Trời ơi. Đây toàn bộ là những dòng cao cấp nha mọi người. Rất là mướt luôn nha. Đó, đây qua. Đây mình còn một cái mẫu đây qua Tatula mới ra nữa đây. Nãy mình quên bóc cho các bạn xem. Đây qua Tatula 80HL. Đó. Tatula. Trời ơi. Đặc trưng của Tatula là cái chiếc T này nha các bạn. T Win System này nha.
nhức nách. Máy đây qua thì thường nó sẽ nhỏ gọn hơn mấy dòng Abu các bạn. Đây qua Shimano nó nhỏ hơn. Đó, Shimano nó muốt thấy chưa. Trời ơi. Gear là 7.1. Đó. Đây qua Tatula, logo nhện đen nha các bạn. Made in Thái Lan luôn, cực đỉnh luôn. Đó. Made in Thái Lan. Đây qua Tatula. Rồi, tiếp theo đó là chùm cuối. Đây qua Zilean. Đó, đây qua Zilean. Yeah. Chùm cuối nha các bạn ơi, chùm cuối không bao giờ làm anh em thất vọng nha. Đó, cái bao là giống cái bao bột bưởi nha các bạn. Nói mình nói chơi chứ cái bao nó mượt dữ lắm nha. Đó. Đây qua Zilean. Không làm anh em thất vọng. Đây qua Zilean. Con này mát in da băng luôn các bạn ơi. Nhức nách thiệt chứ. Đây nè. Made in da băng. À, mình chỉ biết chách lưỡi thôi. Chứ diễn tả hết nổi rồi. Đó. Cái chữ T nữa nha các bạn. Ý. Trời ơi, cái tay quay nó mượt ông nội ơi luôn. Đây qua Zilean. Ga đèn còn chiếu chiếu nữa. Trời ơi, đã mất tiền mà còn đẹp nữa các bạn. Sao chịu nổi. Ý, thấy thằng quay phim ở trần. Đây qua Zilean. Đó. Ok mọi người. Thì hiện tại bên mình có đây. Đó. Hiện tại bên mình có thanh toán bằng cách này nha các bạn. Mấy bạn nếu mà mọi người có thẻ tín dụng á, có thể nhập mã thẻ thanh toán từ xa luôn nha. Đó, tức là muốn mua dấu vợ đúng không? Thì thí dụ như con máy này á 12 củ đi. Thì mình quẹt thẻ tín dụng trước, nhập từ xa luôn nha. Bình Thuận có chấp nhận cái này luôn nha các bạn. Thanh toán trước 10 củ dùng thẻ tín dụng, xong mình làm mình trả vô thẻ tín dụng từ từ, vợ đâu biết đâu. Gửi máy về thu hộ 2 triệu thôi. Vợ khen ghẻ liền, hợp lý liền các bạn ơi. Đó. Hoặc là trả góp. Đó. Mình đang làm với công ty này nha các bạn, Embot nha. Đó. Thì trả góp. Trả góp này với điều kiện là mọi người phải có thẻ tín dụng nha mọi người. Thẻ tín dụng nó giống như một cái thẻ tiền mặt mà ngân hàng nó gấp cho mình vậy đó. Thẻ tín dụng nó khác với thẻ ngân hàng khác nha. Thì nè, dành cho thẻ tín dụng nè. Thì mọi người có thể là lên web nghiên cứu này cũng được. Đó, trả góp từ xa luôn nha mọi người. Trả góp từ xa không cần tới cửa hàng, chỉ cần có thẻ tín dụng là ok. Đó, nó sẽ giúp anh em đến gần những con máy này hơn. Đó, rồi. Ok, cảm ơn mọi người.